đây khoảng chừng 15 năm, có một ca khúc mà Trường đã từng thể hiện với lại nữ ca sĩ Cẩm Ly và nữ ca sĩ Khánh Du. Và lần này Trường muốn thể hiện lại bài hát này cùng với một nữ ca sĩ trẻ. Trường thấy đây là một sự kết hợp rất là thú vị, một sự kết hợp giữa hai thế hệ. Và nữ ca sĩ mà Trường muốn giới thiệu tới quý vị ngay sau đây đó là nữ ca sĩ Đông Nhi. Đông Nhi xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị, cũng như là xin chào anh Nam Trường. Thực ra thì rất là cảm ơn anh vì đã cho em có cơ hội được tham gia vào trong một cái chương trình rất là đặc biệt của anh. Và đây như là một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời trong cái quãng đường ca hát của em. Bởi vì âm nhạc của anh đã gắn liền với lại những tuổi thơ của em ngay từ khi mà em biết đến âm nhạc. Và đây là một cái dịp mà em nghĩ rằng là nó sẽ cho em rất là nhiều những cảm xúc và một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời.